Nhật Liệt chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Chiều ngày hôm nay thì bên em mới vừa về một con xe bản số đang đeo là 93A12276 với mức giá thành là 58 triệu đồng. Và bây giờ mời tất cả các anh chị cô chú cùng theo em review về chiếc xe 58 triệu đồng này, coi em nó có những gì ha. Công ty ô tô Duy Anh xin kính chào quý khách, tự hào là đơn vị uy tín trải rộng trên các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, chiếc sự màn hình của mình thì em nó mang một lớp sơn màu xanh. Xe này tên em nó là Mitsubishi Yuli, sản xuất đời 2001. Xe này là đăng ký là 8 chỗ ngồi và không hết niên hạn anh chị ha. Đồng sơn si, con xe này thì không thể gì mà chơi được. Xe này hệ thống đằng sau là em nó là xài là đèn cây nha quý anh chị nha. Đây là đèn cây ha. Dòng này thì nó có hai loại đèn, một loại đèn góc tròn và một đèn vuông và một đèn cây. Đây. Xe thì đã được dán phim cách nhiệt lên về che mưa. Nội thất con xe này thì anh chị thấy không thể gì mà chơi được cho chiếc xe này nha anh chị nha. Nội thất thì ta nói nó bao đẹp lộng lẫy, nó bao len keng, nó bao len xà beng luôn rồi quý anh chị. Đây, trần bọng 6D, ghế bọng nhìn rất là xịn sò, rất là xinh xắn, sàn bọng được lót tấm chống trơn trượt. Chỉ với số tiền 58 triệu đồng thôi là quý anh chị của chú sẽ sổ ngay chiếc xe đăng ký 8 chỗ ngồi không hết niên hạn này. Đây, đồng sơn si nội thất con xe này thì chủ trước người ta chạy người ta dọn và rất chi là đẹp rồi anh chị nha. Đó, quý anh chị lấy về chỉ việc đổ xăng và lăn bánh và chạy thôi, không phải làm gì cả. Đây, nội thất thì không thể gì bằng cãi được, em nó rất đẹp, đẹp lộng lẫy luôn, đẹp len keng, đẹp len sờ beng luôn. Bước vào hệ thống bên trong thì chiếc xe này có hỗ trợ một màn hình Android nha quý anh chị nha, camera lùi. Rồi số sàn thì 5 cấp nha anh chị. Đây, vô lăng của em nó đây. Vô lăng tay lái kiểu có cái đồng cái U giống như hay gọi là gù nha anh chị. Đây, mặt đồng hồ rất là sáng. Cái xe này thì nó là hệ thống gọi là hệ thống là bánh gầm nha anh chị nha, gọi là bản thiếu ha. Đây, đó. Xe thì máy lạnh rất là ok, tay lái chịu lực nói chung. Để em tắt cái nhạc á, dính bản quyền đó. Màn hình anh chị không, camera lùi rất là ngon lành cành đào này anh chị không đó. Sơn bọc đèn còi xi nhan đầy đủ các kiểu con này đi. Nói chung xe này mọi chức năng thì không thiếu một cái gì hết, anh chị lấy về chỉ việc đổ xăng và lăn bánh và chạy mà thôi. Đây, xe thì hai bên hông đã đưa lên được cái bệ tì chân ở bên anh chị không, một cái lớp sơn thì màu xanh, em nó nhìn cũng rất xinh xắn xịn sò. Đèn bọng rất sáng, ở dưới thì em nó hỗ trợ thêm hai dàn led gầm nữa anh chị. Đây, led gầm. Đây. Xe này dung tích xi lanh là máy là 2 chấm anh chị ha. Con này là chế hòa khí. Chế hòa khí chứ không phải là phun xăng, tại vì bản này là bản thiếu nha quý anh chị. Đây, máy móc rất khô ráo và sạch sẽ anh chị ha, bình bọc mới luôn. Này thì rơi xăng tầm từ 9 cho tới 10 lít xăng trên 100 cây số nha quý anh chị nha. Đây anh chị ha. Máy móc nè, rô lành cành đào chưa. Đây, khô ráo, máy nổ rất êm. Xe này thì chủ trước người ta chạy người ta cũng bảo trì bảo dưỡng rất là kỹ, người ta dọn cũng rất là tới nái luôn nha anh chị. Nè, keo chỉ nè, căng đét đẹp luôn. À giờ không. 58 triệu đồng thôi là quý anh chị của chú sở hữu ngay con xe này. Xe này thì hiện tại hiệu lực của em nó đang còn tới tháng 7 năm 2024 chúng mình mới gặp lại nhau. À, vỏ bánh hai cái vỏ đầu của chiếc xe này thì còn được coi như là 95%. Có hai cái vỏ sau thì em nó hơi tèo, nó còn được 40% thôi nha anh chị nha. Đó, xe thì ốp học về. Đó, lên ngon lành cành đào. Nói chung con xe này anh chị nào lấy và tập chạy tập lái che nắng che mưa chạy vòng vòng cũng khá là ngon lành cành đào luôn. Em sẽ nhìn vợ cho em nó vẫn còn căng đét đằng đẹp luôn. Thì những dấu hiệu này nói lên con xe của mình không bị vấn đụng bao quẹt trong xương sọ nha quý anh chị. Đó, tập bê tập lô sạch sẽ cho anh chị. Đó, ngon lành không? Đó, có chỗ này thì nó bị mất một cái đồ chụp loa ha. Cái này thì mình kiếm cái gì mình đổ nha cô chú anh chị. Chứ bây giờ kiếm cái này mà đổ thôi, chứ còn kiếm cái đồ riêng của nó thì chắc là không có đâu. Này. Đó thì đơn giản thôi. Xe này là hai dàn lạch. À, nội thất thì ta nói nó không thể gì mà chơi được nha quý anh chị. Đó, anh chị nào thiện chí chiếc xe này với số tiền là 58 triệu đồng thôi là anh chị sẽ có ngay một con xe đăng ký 8 chỗ ngồi không hết niên hạn. Với một khoang cốp ở đây thì anh chị thích thì mình gấp lại ha. Chỗ này nó có cái đồ gấp lại thì anh chị một cái không gian mình sở hữu được mấy cái đồ lặt vặt đi một cuộc hành trình xa rất là ngon lành. Đây, hệ thống anh chị không? Điện cây nè. Keo chỉ nè, căng đét đèn đẹp luôn. Rồi, đến cho anh chị xem hệ thống dàn khoang gầm luôn nha. Đây, gầm bệ của em nó đây. Đây, gầm thì bao đẹp luôn chị ha. Xe này là gầm bệ là không mục mọt, hệ thống là chạy là cầu sâu nha quý anh chị. Anh chị không? Gầm là bao đẹp luôn, không mục mọt đó. Đồng sơn si nội thất sạch sẽ mà chỉ có 58 triệu đồng thôi là quý anh chị cô chú sẽ sở hữu ngay con xe Mitsubishi Yuli sản xuất đời 2001 đăng ký là 8 chỗ ngồi không hết niên hạn này. Quý anh chị cô chú nào thiện chí con xe này thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại đó là 0968222220 để hỗ trợ và tư vấn thêm nhé. Vâng, xin chào và hẹn lại chị một video sau. Chúc chị đại gia đình yêu thương của em có một ngày làm việc thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn thành công trong mọi lĩnh vực và cũng như trong cuộc sống nhé.